sự việc mở màn từ chuyện lớp học quên đi đổ rác, nhưng khi thầy giáo hỏi thì không ai trả lời, vì bực bội thầy giáo đã tóm tất cả các gamer thủ học hình thành ngoài. Đồng thời thầy cũng nhấn mạnh rằng chỉ khi nào ăn hết rác mới được vào lớp, các gamer thủ học sinh đành phải ngậm ngùi ăn hết chỗ rác bẩn trong thùng. Tuy nhiên sau khi trở về nhà, nhiều kinh học sinh có triệu chứng đau bụng nên phụ huynh đã đưa đi khám bác sĩ. Kinh vô hậu quả kiểm tra cho biết, các kinh đều có vật thể lạ bận rộn trong dạ dày. Nguyên nhân sau đó được phát hiện là bởi các kinh bị giáo viên tóm phải ăn rác như một hình thức xử phạt. Một trong số 10 nam sinh bị ép ăn rác vẫn còn đang được kinh vô giỏi tại bệnh viện. Một nam sinh giấu tên chia sẻ rằng đã có ít nhất 10 gamer thủ cùng lớp bị phạt giống mình, tuy nhiên không ai trong số các kinh dám về kể cho bố mẹ biết, vì bị thầy dọa đuổi học nếu dám tiết lộ cho người khác. Sau khi sự thật được phát giác và chia sẻ trên mạng thôn hội, rất nhiều tài khoản, nhất là các bậc phụ huynh bày tỏ sự bất bình trước hình phạt ép học sinh ăn rác của thầy giáo. Cũng được biết phụ huynh của các kinh học sinh này đã trình lên cơ quan thẩm quyền để giải quyết. Kinh vô kinh cân di kinh cho biết, vấn đề này đã được xác định rồi. Đúng là lúc ấy giáo viên đã rất khó chịu nên đã nói các kinh học sinh phải ăn rác. Nhưng lúc đó, giáo viên này lại không có mặt ở hiện trường chứng kiến học sinh ăn rác. Anh ta không nghĩ rằng học sinh lại ăn thật. Cảnh sát và đại diện Bộ Giáo dục đã vào cuộc điều tra. Hiện tại các giáo viên có liên quan đã bị giam giữ. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều bị cắt chức. Tình hình sức có củng của các kinh học sinh được cải thiện đáng kể, hầu hết đã xuất viện, chỉ còn một kinh ở lại để kinh vô giỏi thêm. Dù sự việc đang lắng xuống, nhưng nhiều phụ huynh vẫn không khỏi thấp thỏm trước những hình phạt đáng kinh khủng của nhiều giáo viên tại tổ quốc này. Bởi thực tế trong cùng thời gian qua, tại một trường học khác giáo viên cũng đã tóm phạt các kinh học sinh phải ăn cơm trong nhà vệ sinh. Kinh vô kinh cân dị kiện.